Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bệnh viện điều trị riêng người nhiễm biến thể Omicron. Thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới Omicron. Để ứng phó kịp thời, ngành y tế sẽ dành riêng bệnh viện dã chiến số 12 đặt tại thành phố Thủ Đức để thu dung điều trị những F0 nhiễm biến chủng Omicron. Tại cuộc họp báo cáo thông tin tình hình dịch bệnh tại địa bàn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nỗ lực kiểm soát, phát hiện sớm nhất trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Bà Mai cho hay, Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố đang xây dựng một thế trận y tế với 3 bộ phận liên quan được thành lập nhằm tác chiến phối hợp, nhận diện biến chủng mới từ xa, dập dịch nhanh chóng. Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bệnh viện để tiếp nhận, sàng lọc để người bị nhiễm biến chủng này được điều trị tập trung tại nơi riêng biệt. Đó là bệnh viện dã chiến số 12, khối chung cư lô R5, khu tái định cư 38,4 ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Hiện đã giải thể và hoàn thành sứ mệnh trước đó. Theo đó, các khu nhà biệt lập trong bệnh viện sẽ thuận tiện để phân loại, sàng lọc từng nhóm đối tượng như người nghi ngờ mắc bệnh và người dương tính nhằm có biện pháp xử trí kịp thời, từ đó khống chế biến chủng Omicron lây lan ra các bệnh viện, khu vực khác trong thành phố. Các y bác sĩ sẽ được điều động đến đây tùy theo tình hình F0 nhiễm biến chủng mới tăng cụ thể như thế nào. Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hiện Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng COVID-19 mới Omicron. Tuy nhiên, biến chủng này có tỷ lệ lây lan gấp 5 lần so với các biến chủng COVID-19 khác, phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, đến nay đã có gần 30 quốc gia. Khu vực Đông Nam Á có Singapore, Thái Lan ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron. Do đó, theo ông Tâm, HCDC đã tham mưu cho Sở Y tế lên kịch bản đối phó với biến chủng mới. Cụ thể, giải pháp đầu tiên là ngăn chặn từ biên giới, nguồn xuất nhập cảnh qua tiểu ngạch và chính ngạch. Với trường hợp nhập cảnh chính ngạch hàng không, người đã tiêm đủ liều vaccine được cách ly tập trung 7 ngày, nếu âm tính thì cách ly tại nhà tiếp 7 ngày. Người nhập cảnh qua đường hàng hải cũng tương tự, họ có thể cách ly ngay tại tàu. Người nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm ngay từ ngày đầu tiên cách ly tập trung. Những mẫu này nếu dương tính sẽ được giải trình tự gen virus để xem họ có nhiễm biến chủng Omicron hay không. Tình huống nhập cảnh qua đường tiểu ngạch theo ông Tâm là vấn nạn đáng lo ngại, nhất là người nhập cảnh trái phép từ biên giới sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh. Để kiểm soát dịch nội địa, ngành y tế triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 cho hai nhóm, gồm tiêm bổ sung cho người bị suy giảm miễn dịch, người có bệnh nền vào ngày thứ 28 sau mũi tiêm thứ 2, tiêm nhắc lại sau 6 tháng cho người đã tiêm đủ 2 mũi. Theo ông Tâm, giải pháp thứ hai là ngành y tế cũng đã sẵn sàng ứng phó trong từng cấp độ dịch phù hợp với diễn biến dịch có thể lây lan, nhất là tăng cường lực lượng trạm y tế lưu động. Hiện lực lượng quân y tăng cường trạm y tế lưu động cũng là giải pháp ứng phó tình hình F0 tăng nhanh do chủng cũ và kể cả chủng mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.